bà con đang muốn kinh doanh sản xuất các loại hạt ngũ cốc, bà con đang cần tìm một thiết bị có thể rang chín đều được đa dạng các loại nguyên liệu dạng hạt. Vậy thì máy rang đa năng R15 đến từ thương hiệu Bình An sẽ giúp bà con làm điều đó. Dòng máy này có điểm gì nổi bật và hoạt động ra sao thì xin mời bà con cùng theo dõi nhé! Với dòng máy rang R15, bà con có thể rang được các loại nguyên liệu khác nhau như hạt hướng dương, gạo lứt, đỗ đen, đỗ tường, cho ra thành phẩm vô cùng chất lượng. Với năng suất có thể rang chín từ 8 đến 10kg trên một mẻ rang, tùy từng nguyên liệu khác nhau. Là một thiết bị quan trọng được thiết kế tối ưu về chế biến thực phẩm, máy được làm bằng chất liệu inox sáng bóng, bền bỉ đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình rang. Vận hành máy đơn giản thông qua một bảng điều khiển thông minh, giúp bà con có thể dễ dàng theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ rang sao cho phù hợp với từng loại nguyên liệu, từ đó giúp tiết kiệm thời gian hạt chín đều. Lớp vỏ được rang đều màu ít bị tách vụn như rang bằng phương pháp thủ công thông thường. Ưu điểm của thiết kế này đó là hiệu suất làm việc cao, tiêu hao ít nhiên liệu. Các chi tiết phần khung máy được hàn gắn chắc chắn, hạn chế rung lắc khi vận hành máy, giúp tăng tuổi thọ sử dụng máy lâu dài. Khi bật công tắc nguồn, hệ thống motor quay sẽ chuyển động sang cho lồng rang quay với tốc độ vừa phải, sao cho nhiệt được tỏa ra ở khắp lồng rang. Lồng rang được gia công dày dặn, có khả năng giữ nhiệt tốt, dẫn nhiệt đều. Phía bên trong lồng rang có 3 cánh đảo chạy dọc lồng rang, có nhiệm vụ xoay tròn và đảo đều nguyên liệu liên tục khi máy hoạt động. Các cánh đảo và tốc độ quay của lồng rang sẽ giúp máy đạt hiệu suất cao, nguyên liệu được chín đều, không bị cháy xém và hạn chế bị vỡ. Máy sử dụng nguồn điện tải dân dụng 220V, sẽ phù hợp với mọi hộ kinh doanh sản xuất chế biến vừa và nhỏ. Thành phẩm sau khi được rang chín, bà con chỉ cần chỉnh công tắc đảo chiều, thành phẩm sẽ tự động được đưa ra ngoài theo mang hướng nguyên liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đặc biệt, nắp lồng rang có thể dễ dàng mở ra, thuận tiện cho việc thay thế, sửa chữa hay bảo dưỡng các linh phụ kiện trong máy sau một thời gian dài sử dụng. Từ đó, máy rang đa năng R15 sẽ cho ra năng suất cao, các loại hạt được chín vàng đều, thơm ngon. Với giá thành hợp lý, chỉ cần đầu tư một lần, giúp tiết kiệm nhân công cho các hộ kinh doanh sản xuất, giúp bà con có thể tận dụng được những nguyên liệu có sẵn tại địa phương để tạo thành những sản phẩm có giá trị và phân phối rộng rãi ra ngoài thị trường, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thêm thu nhập cho gia đình mình. Vậy với những đặc điểm và lợi ích mà dòng máy rang R15 này mang lại, bà con nghĩ sao? Rất đáng đầu tư phải không ạ? Mọi chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm này, bà con vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc một cách tốt nhất. Đến với cơ khí Bình An, chúng tôi luôn cam kết với giá thành hợp lý. Mọi hộ chăn nuôi đều có thể đầu tư được, đảm bảo giá gốc tại xưởng, được chế tạo từ các kỹ sư lành nghề dày dặn kinh nghiệm mà không qua bất cứ các khâu trung gian nào. Vậy xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.